Hãy quên van hành bình bồn, ta ức nằm tâm tì, dụng đàn đầu ô trong tuyết tâm clock ca, chê nguyện công hiếu của ta sau quán trực của tuy đức của tức nùng, lẽ vật từ play crack bung, tổ ta áp gồm miền Tây, dù tâm tàn trâm đè quán trực. Đầu năm chiên chê nguyện công hiếu kịch đạt tầm croy bung tô là tầm ấp năm chê can tăng nhật vật cao si play xa. Khi hành ấc tóc uy nal ấc quyền này hành ấp tư tầm play xa ảnh ảnh. Chê hiếu rồi sách tầm croy bung tô kê hao chiên trầm đưa. Bên tầm dù ở hóa kinh kỹ thuật hay đầu ở hệ ta tầm croy bung tô rì chê hiếu màn tầm bờ bè rèn tầm mộ. Khạn rị, ta nông tầm croy bung ẩn play bục ra, sờ play ức đa em bè tấn tầm bè rạch hàng tầm, hành bùi bùi hào lo tầm ấp mà nằm. Khi hình tóc ta chất cửa nấp cần nằm, đa nó play rị chơi chàng tầm tay vào rạch hàng tầm croy bung tổ ẹp đông. Đi mua bưởi á, đi mua vào vườn người ta thì mình thấy cái vườn tầm nằm bưởi nó đẹp, từ người ta trồng càng được thì mình cũng cao mang về play mình xa. lấy Nông giống và hành mình thứ thử vật nghiệm tầm mình mì, trồng. cướp sau Mình trồng lùng thì tầm thấy tầm croy bung tô nó er cũng hào được chín nên quê, là player kết clay, hợp với rì cướp thứ lại vật tê tuồng tầm vật học long, tập người ta tầm từ buồng nằm tầm hướng vật dẫn long, những cái nhà họ đã cướp có tâm trồng ti kinh kỹ nghiệm ở thuật trồng tâm, bưởi rồi đó hành mật mình mày, hỏi rì mình tầm về croy mình bung cũng rút hào kinh chín quê, nghiệm ta nông tầm croy rồi thực bung ẩn tế là play mình bục làm ra, đâu mình rút sờ kinh kiến nghiệm bên sức đó ấp mình đây, trồng gốc đá thì ấp thấy nó cũng tê có tầm hiệu xì quả tầm nói bạc chung bạc cái đông. giá bưởi nó cũng so với lại các loại trái cây khác thì mình cảm thấy nó cũng có thu hoạch hơn. Chè hiếu ân kít, bà tạ chè xanh tâm từ croy bung tổ là dò từ tâm ơ ân bài chỗ chuông. Kì ân bún núi ở trong xa hành tóc ta chật cư nấp cả nằm đông. Kì tâm croy bung tổ hào chiên oe bài ở clay. Bồ ca, rì kỹ thuật tâm mất mây xuôi bút phân, con kinh han hôm từ chè uyên trang gặp chấp. Chạy về tuôn ấp tìl bút phân tại anh đưa rong phần hữu cơ, hành ấp tìl tức si tuần trung sinh học, kề xoay kinh gang đầu tuần trung và tâm sĩ tâm. Tâm tuần tìl đọc tam, kề mô ăn rắp mắt chấp mết chuốc, bộ ôm play, rùng play, mô tia bư mô oe play, rỉ nộp play croy bung tay tầm bươn tập gia, rỉ chèn rùm rắp chấp đắc tung cao su. Tóc tam tầm croy bung tô bư hật nắp chè nguyễn công hiếu tầm tì đan đen tô trúc na tầm xạ tầm kiên xét ấc tươi ấc núi mũi can tầm cột năm hành cột bù kít mùa tường tổn hao tầm đầu kiên xét mặt nắp vườn mà khôm tầm kiên xét tươi play xa tầm xạ đông kiên sung sô bù núi bòn làn hao chiên tầm xì tâm tành trong can hẻm hàn sau quảng trường bạc bờ bương tô tâm tì hành bắc áp chuẩn tì tôi tâm mất son áp tên từ tầm hè đông. Mô hình bưởi của ông Nguyễn Công Hiếu trên địa bàn của xã là đạt cái hiệu quả là rất tóc tốt. Tam tầm croy bung tổ bư hơi nhất chè mà nguyện công hiếu rất phù hợp lễ với sang cái tiếng ngân khí hậu của địa tam phương croy bung tổ và cũng hồ dễ chăm ngân sóc tầm ti đối với đàn cái đàn bưởi thì tô trong địa trục phương nà thì thấy tầm ít xạ sâu bệnh rỉ mô và đề nó kia chủ tơ yếu là tuần chỉ trung nơi mất vì mây là cái thành con ăn kiến sẽ mùi ấp vàng chích trầm thôi, thừa mùi vàng thì tầm mình nà không nạp được được tờ nhưng dùng mũi bon lan chủ tầm lưỡi xạ âm ra của ân hồ gia hủy đình phiên Nguyễn Công Hiếu làm hành đấy thì sức là uynh tâm kề đạt hiệu bắc quả rất quy cao tầm tầm croy bung và tổ thường của hội tầm nông dân xạ hôm tới đông. đây là sẽ cho một số hội viên nông dân ở trong xã là sẽ tham quan mô hình để là qua đó là nhân rộng cái mô hình trồng bưởi da xanh trên địa bàn của xã. Đầu oi en ta lúc tâm tầm croy bung tô bư hơi chè nguyễn công hiếu nẹ lá tầm croy bung ân play tầm đai năm hành tươi ân tách leo tầm vườn chợ tầm gửi tức lạc đà no clay nấp cất đâm tầm vườn chút bram tất bay chút rượu bên prắc tầm tủ kỵ ta ức nằm đức bư đông tâm tầm croy bung bư hơi nặc chè hiếu lệ chiên đầu ô trong bư ức bún đồng.